khoai mì rồi bắp đó ba. Nè bắp hành là của bác vậy. Cái này là cái đẹp mình dừa á gì nè. Mình dừa dạ. Dạ không phải. Quay con giới thiệu lên thôi à. Bánh nấu nhân thịt trứng. Cái này đây, một bịch về 2 cái 4.000. Ghé vậy? 2 cái có 4.000 hả? 14.000. À. Dạ, bà bán con bịch bánh lăng này nha. Sáng giờ bán được không bà? Dạ. Vô này nhân trái bà. 2 trái 15. 2 trái 15.000. Rồi bà lấy con 2 trái dừa 15.000 nha. Nước màu dừa có che đặc biệt. À, nước màu dừa nghe cô bác anh chị. Dạ. À. Cái này là món gì chiên hả cô? Bánh cay. Bánh cay hả cô? Ờ, khoai mì á. Khoai mì. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Cái này gọi là mận gì cô? Mận đào đá. Mùa này thì bắt đầu thấy bán mận ăn phước cô bác chị. Mận đỏ vậy nè. Nhiều lắm. Dạ, con chào ông. Con cua hai cạn không sợ. Con cua hai cạn không sợ không? Mà sợ sợ con gái gì không? Sợ con gái hai lòng. Hai lòng dạ đúng rồi, cái này hay nè. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Ngày mới em xin kính chúc quý cô chú anh chị mình thật là nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc nha. Thì hiện tại á là em đang có mặt ở tại phường 6 của thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang với cô chú anh chị mình đây. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng đi tham quan một cái ngôi chợ ở tại phường 6 này với em. Ngôi chợ có tên là chợ Dòng Nhỏ của cô chú anh chị mình. Thì hiện tại á là em đang có mặt ở trên đường Lê Thị Hồng Gấm với cô chú anh chị mình. Hướng đi hẳn này á, thì là cô chú anh chị có thể là đi vào trung tâm của thành phố Mỹ Tho được nè. Còn hướng ngược lại á, thì là cô chú anh chị mình có thể là đi về cầu Gạch Miễu ha. Đây, hướng này cô chú anh chị mình có thể là đi về cầu Gạch Miễu được nè. Đó. Chợ Dòng Nhỏ ở đây á, thì mình sẽ đi tới phía trước xíu rồi vô một cái con đường dẫn nhỏ nhỏ là mình sẽ đụng nhà lòng chợ Dòng Nhỏ của bác anh chị. Thì dài ở cầm ở gần nhà lòng chợ Dòng Nhỏ thì có mấy cô bán đây nữa nè. Ở đây cô bán bánh rồi bán đồ ăn sáng rồi. Bán rẻ luôn cho mau hết đó cô. Dạ. Bán dùm. Ở đây khoai mì rồi bắp đó ba. Nè bắp hành nè cô bác anh chị. Đó. Quấn lá chuối ở ngoài giống như xưa luôn. Với không chơi có đường nữa đi. Cái này là cái đẹp mình dừa á gì nè. Mình dừa bắp chuối chuốt ra. Gì đây? Chè khoai mì. Dạ. Dạ. Dạ không phải. Quay con giới thiệu lên thôi à. Quay lên YouTube để giới thiệu lên thôi à. Hả? Giới thiệu mấy bà già này đang ế nè. Thôi trời lớn tuổi mà ha, đi đó mà. Hả? Quay gửi nước ngoài đi chị. Dạ, quay gửi nước ngoài luôn cô ơi. Mấy bà già này đang ế nè. Dạ. Phải đang có ông nước ngoài nó thiệt. Vậy hả cô? Ừ, nó thiệt. Quay sao gửi ngoài có rồi ông bắt dám chịu. Dạ. Có ông không có mối rồi mà quay gửi ngoài ông bắt. Có mối hả cô? Ừ, đừng quay chỉ số hết đừng quay. Dạ. Dạ đây. Dạ đừng bắt lại. Đâu đưa bà già coi quay bà già nãy coi. Vậy vậy. Đẹp quá ta. Sang đi không? Dạ. Quay chi vậy? Con làm YouTube đó cô. Dạ. 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 Không? Dạ. 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 Cô khó khăn lắm hả? Cô bán gì cô? Bán này, bán bắp. Dạ, bắp chè. Bắp bây giờ nó khó khăn lắm. Bà làm hồ, con ở chuỗi sen, gái bà làm công ty, nhà bà có 5 công vườn, bà bán bắp. Rồi khó khăn đó. Dạ.
Dạ. Khó khăn vậy hả con? Muốn giới thiệu nữa không? Thôi được rồi, giới thiệu nữa hồi lố luôn à. Hồi lố luôn hả? Dạ lên YouTube mấy cô mấy bác xưa khi ở đây nè, rồi đi xa không có về được á cô. Rồi xem đỡ nhớ. Dạ. Đây có cô bán bánh ít nha, cô bán gì? Bánh ít tiếp hàng nè, có 5k. Dạ. Quay đưa qua Campuchia để cho con của tôi đỡ nhớ. Vậy ha bà. Vậy là bà có con ở bên Campuchia hả? Bà đó bà cười quá trời, chắc bà giỡn cái gì quá à. Rồi con chúc mấy bà buổi sáng vui vẻ nha, nhiều sức khỏe nha. Cô bên đây là bán có bánh bánh gì thế nè? Mấy cái bánh nấu nhân thịt trứng mười ngàn trái này cô ăn thử rồi nè. Ủa cô, cái này là không có trứng hay sao mà không ấy trứng cô? Có trứng, mình cắt không cho trứng. À mình cắt không trứng. Dạ, cắt không trúng trứng á ha. Dạ. Bánh nấu nè cô bác chị, bánh nấu thì gói cũng tự tự như bánh ít vậy đó. Đó, bên đây là bánh ít. Có trứng có thịt mà cắt không đúng cho trứng. Dạ. Ồ, này bán giỏ sách rồi quá trời trong đây ha. Cửa hàng bán giỏ sách. Thôi chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha, mua mai bánh đất. Dạ, tạm biệt mấy cô. Rồi đi về dài hôm qua chợ cô bác chị. Sáng ở đây thì về đường phố đông đúc lắm cô bác chị ơi. Xe cộ qua lại tấp nập luôn á. Không biết chợ đông không à. Mấy cô đi chợ sáng về. Đây phía trước này thì mình sẽ quẹo bên tay phải đi vô nhà lòng chợ nha. Ở phía trước nhà lòng chợ thì có một ở dưới xe chú ở đây. Trong đó là chợ Dòng Nhỏ, một phường 6 của thành phố Mỹ Tho. Chú chợ giờ này là đông khách chưa hả chú? Chưa đông. Chưa đông hả chú? Dạ, ở đây là dạng như thuộc thành phố cho nên bà con đi chợ trễ sao cô bác chị. Giờ này cũng tầm 7 giờ hơn rồi ha. Dạ, con cảm ơn nhiều nha chú. Thường là mình giữ xe đây như tiền chứ hả chú? Dạ, vậy là tùy heo. Giữ lâu hay giữ lẹ hả chú? Xe đạp. À dạ. Vậy là có nhiều mức giá khác nhau cô bác chị ơi. Xe đạp, xe đạp điện, rồi xe gắn máy ha. 3.000, 4.000, 5.000. Rồi con cảm ơn nhiều nha chú. Bên đây có cô bán mắt rồi nè. Chào mấy cô. Sáng giờ bán được không cô? Là bắp bắp sống. Hai cái 15, dạng đầu bữa nay lên nữa rồi, dạng bữa nay ngon. Bắp bắp nấu rồi, cô có hai loại luôn, bắp Mỹ, bắp nếp. Bà, sáng giờ bán được không bà? Hả? Sáng giờ bà bán được không? Bán được. Dạ, này bà bán bánh lăng hả? Bánh lăng này để tới trưa ăn được không bà? Được, bánh lăng làm một khuya. Vậy hả? Đây một bịch về hai cái 4.000. Ghé vậy, hai cái có 4.000 hả? 14.000. À dạ bà bán con bịch bánh lăng này nha, con tưởng nó 4.000 con giật mình luôn á. Bà bán bánh lăng không á bà, còn bán gì khác nữa không bà? Dạ. Một ngày bà bán được nhiêu cái bánh lăng bà? Thì bán khoảng có mấy chục cái à. Vậy hả? Là bánh bà làm luôn hả? Bánh nhà làm, bán hai chỗ chứ không phải một chỗ thôi. Dạ. Vậy là ngày thường là bà bán ở đâu nữa? Ở trong nhà. Vậy hả? Chiều mới dọn ra. Dạ. Hồi đó 5 giờ, 9 giờ làm khoảng 6 giờ mới dọn. Dạ. Rồi, con chúc bà mua mai bán đất nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ cảm ơn bà. Đây bánh lăng của bác chị. Đó, cái này ăn béo lắm á nghe. Rồi các bạn ăn đi. Bên đây có cô bán gạo. Dạ. Ở đây ế quá vậy cô. Không cả hả? Dạ, vậy con quấy này được không? Dạ, lá cách này con bác anh chị.
cái này để nấu nước uống cho mát nè, với lao, với vỏ chanh, với lá dứa. Một bó vậy là mình nấu bao nhiêu lít nước hả cô? Một bó vậy là mình nấu được bao nhiêu lít nước cô? Nấu một nồi vậy đó 4 lọ. Dạ, một nồi 4 lọ hả cô? Dạ. Dạ. Đây là bún qua, đây là bún qua gừng hả cô? Quá trời ha. Đủ các loại ha, đủ hết. Ồ, nho. Dạ. Hình như là cô chuyên bán trái cây hơn là bán rau á. Ở đây có trứng gà so ấy gì nào phải không cô? Trứng gà vườn. À. Trứng gà vườn này bổ lắm á. Đây quay về lên mạng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Táo. Bên đây có lựu. Đó. Cái gian hàng của cô bán cái loại như vậy đó cô bán anh chị ơi. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Chúc cô mua bán đắt nha cô. Dạ. Hiện tại trong chợ bây giờ là thấy cũng hơi sụp sơm với trong đó. Xin chào bà. Phía bên đây thì có một cái lò bán đậu hũ rồi cô chú chị. À, đây có bán mấy cái ly đậu hũ non nữa nè. Chào chị. Sáng giờ bán được hả chị? Dạ. Là dài thôi ha. Dạ. À, đây có đậu hũ chiên, đậu hũ trắng. Các loại chả rồi nữa cô chú anh chị để mình ăn chay đó. Bên đây có kệ thì bánh cao nè. Dạ cao. Ở trên thì có tương tương hộ. Cái gian hàng mình là chuyên bán đồ chay không hả chị? Dạ đồ chay. Giờ vô học vô xíu là có một chị bán đồ chay ở chợ liền. Chị bán chị nào chay thì ghé đây ha. Đó. Ồ giờ chợ xe cộ đông quá rồi bác chị ơi. Đây đây, đây luôn nè. Trước này có cô bán bánh đó nè. Ôi có dừa nữa, dừa này ngọt cả sẵn giống như ở bên bánh tre vậy nè. Hello. Bánh. Xin chào bà. Sáng giờ bán được không bà? Dạ. Dạ. Hồi sáng con chưa có quay. Dạ, hồi nãy là con đi hôm qua. Bánh này cô chú chị, ở đây em thấy là có bánh tét nè, rồi bánh ú, bánh ít, bánh dừa. Ồ. Bên đây thì có xôi rồi bánh cái loại luôn. Bánh này là bà làm luôn hả bà? Về bà lấy con ơi. Lấy bán lại ha. Toàn bộ là lấy hết luôn hả bà? Dừa ở nhà làm. Dừa ở nhà gọt. Dạ. Bánh lấy con à. Dạ. Bà con là, bán không à? Vô này nhưng trái bà? 2 trái 15. 2 trái 15 ngàn ha. Dạ, trái nhỏ thì 7 ngàn. Rồi, bà lấy con 2 trái dừa 15 ngàn nha. Cô ủng hộ bà 2 trái dừa. Con gửi đây nha. Dạ. Bà có về thì cứ về. Dạ. Ôi, lấy hai trái bự luôn. Dạ. Đây, con gửi tiền. Ở đây là mấy giờ bà qua đây bà bán bà? À, 6 giờ hơn qua đây rồi con. 6 giờ hơn là mới qua ha. 6 giờ 7, 15, 20 mới qua đó. Dạ. Sáng còn hết đi lấy bánh rồi nè. Dạ. Ôi, bánh chuối rồi nè, con chuối. Chị bán xem đồ bánh cái chuối gì chị làm nè. Này xôi, xôi mặn mà vô bịch nè. Này là xôi xôi gấc. Xôi gấc phải không bà? Dạ. Bà lấy con bịch xôi này nữa nghe bà. Nhiêu vậy bà? 5 ngàn rồi con. Dạ con muốn chơi với số cơ ạ. Dạ.
Đây, con gái tiền nha bà. Dạ. Con cảm ơn bà. Chúc bà bán mau hết nha bà. Dạ. À, đi tiếp nha cô chú anh chị. Kế bên đây thì có cô bán nước uống đâu nè. Xin xa bánh lọt. Wow. Hấp dẫn lắm đó nha. Cái này là bánh lọt không nè. Bánh lọt hai màu. Con chào cô. Sáng giờ bán được không cô? Cô có bán vô ly nữa hả cô? Cơm cơm bắp rồi cơm gạo rồi cô chú anh chị. Ôi, ở đây có bán rau câu dừa vô ly nè, với bánh lăng nữa nè. Cơm rượu. Ủa cô, cái này là nhiêu khẩu quá cô? 20.000 5 ly. Mua lẻ 5.000. À, mua lẻ thì 5.000 một ly. Còn 20.000 thì lời được một ly. Con lấy hai là hai hũ này nha. Rau câu dừa. Cô mới dọn ra luôn hả cô? Sao ở đây bán trễ quá vậy cô? Vậy hả cô? Ở đây khách đi chợ trễ không cô? Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Chào ba. Dạ, con làm YouTuber. YouTube. Dạ. Dạ này cô ở đây chia sẻ là bà con đi chợ trễ lắm luôn quá đi. Này 7 giờ hơn rồi, có cô mới dọn ra nè. Đó, phía trước đó là nhà làm chợ ha. Ở đây có bán gì? Xe nhỏ nhỏ. Đây là nước màu dừa, bến tre đặc biệt. À, nước màu dừa nghe quá anh chị. Chứ không phải là nước màu làm bằng đường. Đây, cô đây bán nước màu đây. Ủa cô, nước màu này là mình làm bằng trái dừa khô hay là dừa tươi cô? Dừa khô á. Dừa khô. Rồi cái mình lấy cái nước của nó nước mình sên lên ha cô. Ánh dạ. Lâu vậy đó. Dạ. Ánh cực vậy đó. Dạ. Ánh 5-6 tiếng hồ, đại thắng số nhiều. Dạ. À, vậy là tính nhà làm cái nước màu này là cực hơn làm đường phải không cô? Dạ. Đây, cô bác chị nào ở đây có ăn nước màu ghé ủng hộ cô nghe. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Bên đó thì là những cái tiệm tạp hóa bán bánh kẹo rồi bên đó. Đây, chị gái bán khô các loại này cô bác chị. Khô cá lóc hả? À, cô đang mua khô cá lóc cô bác chị ơi. Ở trong thì em thấy có để giá của tôm khô kìa. À, tôm đất 800 một ký, còn 600 một ký nữa. Đây. Chị ở đây là chim bán khô hả chị? Dạ. Ở đây là bán quanh năm luôn phải không chị? Đây là có một cái sạp khô của chị gái đây bán quanh năm luôn. Cô bác chị nào ăn khô ghé đây ha. Còn có lưỡi trầu rồi cô bác chị. À. Ở đây là khô cá mối nè. Thấy cái gỗ này đấy chi vậy chị? Không mình ngủ. Đi cực trò quá. Vậy hả? À. Tưởng đâu đưa ra để hối tiền rồi chứ. Ừ, cũng nói luôn. Tưởng nói luôn. Bán mình hả chị, có ai phụ không chị? Chồng con gì cho chị? Có rồi mà không phụ á. Dạ. Thôi em chúc chị mua bán đắt nha. Dạ. Bên đây có chú quán khoai nè. Đây là khoai mì. Khoai mì nấu. Dạ. Cái này là khoai từ nấu hả chú? Muốn. Dạ khoai gì chú? Khoai muốn. Khoai muốn hả? Lộn ta. Em tên của em tên gì ạ? Kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ đúng rồi. Dạ.
Đây bán chung luôn hả chị? Bán chung không? À, bán chung. Dạ, vui quá hay ha. Là hai vợ, hai chồng. Vậy hả? Một vợ, hai chồng. Qua chú ấy bà này mấy mới ăn. Dạ. Bên đây có cô bán chiếc chiên nè. Này vợ lớn. Này vợ lớn ha. Dạ, còn vợ kia vợ nhỏ hả? Vợ lớn này vợ nhỏ. Dạ. Còn ông còn vợ ở nhà nữa. Trời ơi, nhiều vợ gì hả? Vậy mình sao mình chia ra đều hả chú? 246357 hả? Chia không đều tới số luôn á. Dạ. Nó trực tiếp mà. Ba vợ mà. Có ai còn lấy giới thiệu ba vợ. Ba vợ kiếm thêm 4 người đó cho đủ luôn ha. Là ăn từng lễ. Bữa ở gì? Hả? Rồi, cô bán gì cô? Bán được không? Gì ngon quá nè. Trời nắng tươi luôn nha. Cái này là món gì chiên hả cô? Bánh cay. Bánh cay hả cô? Ờ, khoai mì á. Khoai mì dạ. Rất là sạch sẽ của bác chị ơi. Cái này bán xong rồi tôi vô tủ rồi ha. Này là khoai mì chiên hả cô? Ờ. Thường này mình bán sao cô? Hả? Thường bán sao? Đó là 5.100 luôn. 5.100. Không. Cô lấy cho 10.000 nha. Là hả? Dạ đúng rồi. Nghe cái tên thôi là biết ở đâu liền hả cô? Dạ. Dạ mình có ai Hường đi quay không cô? Có Đồng Tháp hả cô? Gì là nói là có nhiều quá giờ quên hả? Dạ. Con nữa hóng rồi. Cô là phát trên YouTube mà. Dạ. Cô là fan của YouTube. Đúng. Bắt dạ. Chụp hình đó là coi YouTube không chứ không biết coi đâu giờ mà coi phim các bạn. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Chúc cô may mắn nha. Dạ. Dạ. Không. À, phía trước khu vực bên đó là em thấy bà con bán mấy cái sạp hạch bên đó ha cô chú anh chị. Dạ. Em sẽ đi cặp ở vòng bên mé tay phải chợ mình đi vòng lên luôn nha. Hôm nay có cô bán bông hoa nè. À, một bó 20, một bó 30. Tại giờ được quay hai cân. Phía bên này có cô bán trái cây nè. Ôi. Hồng. Cam. Ồ, ở đây mận có 20.000 ký à cô bán chị. Rồi có cây cao nữa. Trái cây của cô hả cô? Bây giờ thì đừng quay của ta thì đi lên đó. Dạ rồi, con tính mua ủng hộ cô mà thôi. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm nha. Rồi rồi. Có cô bán trái cây. Chào cô. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Ôi mận nè. Mận này gọi là mận gì cô? Mận đào đá. Đá quá ơi. Ở đây có xoài, cắm đó nè. Còn cô bán đồ chua rồi ta ơi. Cóc hỏi mía ghim. Cóc này nhiêu ký hả cô? Dạ. Trời ơi, nghẽ vậy hả? Cóc chín đó hả cô? Dạ. Để con mua con ủng hộ con ký cốc nha. Dạ. Bịch đi. Cốc này trái bự bự không à. Cốc này cốc cày hay gì quá không con? Dạ. Dạ. Cô lựa cho con mấy trái chín đi con thích ăn cốc chín hơn là cốc sống. Dạ đúng rồi. Con mua con gửi đi nha. Con xách đi. Dạ được cô. Dạ. Đây. Dạ. Rồi để đó đi cô.
gần đây có bán tắc rồi nè. Dạ, cảm ơn cô. Tắc cây à? 5 ngàn. Cam bưởi. 5 ngàn. Rồi, đi tiếp nha cô chú anh chị. Hôm nay có một cái quán bán cơm tấm ngồi ngon. Thấy hơi bán khách ạ. Bắt đầu thấy bán mận ăn phước cô bác đi, mận đỏ vậy nè, nhiều lắm. Vô đầu mùa. Đường này mình con đi đông đó nè. Bên đây thì lại một sạp bán trái cây nữa cô bác đi ơi. Trời ơi, bơm ngon quá ha. Dạ, sao cô? Ăn bánh chay không phải không cô? Dạ. Con nói giờ con chúng chưa có biết ăn bánh này nữa nè. Bánh này cô nói là cô bán gì? Bánh chay. Là bằng bột, bột phải mì á hả cô? Dạ, cô ăn không cô? Vậy hả? Tưởng ăn con gửi cô bịch ăn với cô. Dạ. Bánh cay để ăn thử luôn cô bác anh chị ơi. Thấy ở lớp vỏ ngoài chiên rất là giòn luôn nè. Bánh này là gọi là bánh cay. Mời cô bác anh chị nha. Giòn thiệt. Giòn. Dạ. Chợ mấy giờ mới đông nhất hả cô? Dạ. Vậy là hơn ngày thứ bảy một là đông hơn. Dạ. Hôm nay thứ hai vắng quá. Ở phía sau là như là chợ cá hay sao? À, con đi nha cô, cảm ơn nhiều nha cô. Bánh cay này ăn ngon lắm nha cô bác anh chị. Ăn nó giòn mà nó mặn mặn ngon á. Bên đây có một cái sạp này nhà bà bán đồ chai đồ hủ rồi nè, gà nè 20 ngàn. Kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, ở bên trong đó thì có quán cà phê sáng, mấy chú cà phê chống đông lắm cô chú chị. Dạ, con chào mấy chú nha. Dạ. Thời điểm bán dừa nạo, nước màu dừa mỏ cài, cơm mẻ. Ở đây thấy bà con hay thường chắc sử dụng nước màu dừa hay sao cô bác chị? Hay bán nước màu dừa để bán luôn. Bên đây thì là một sạp bán trái cây nữa nè. Ôi vậy vợ này thấy bán trái cây nhiều quá cô chú anh chị ơi. Từ nãy giờ là tập trái cây không, ai mà mê trái cây thì vô chợ này thiên đường trái cây luôn. Thanh long nè, quá thì ngon luôn. Bên đây có cô đang gọt dừa. Con chào cô. Dạ. Giọt ra cái trắng tươi đó cô. Cái để cái lâu cái nó bị đổi màu à. Dạ. Dừa nguyên chất. Dạ. Bà bán dừa gọt sẵn cô bác đi ơi. Dừa lúc gài có giá dữ không hả cô? Rẻ rồi hả? Dạ. Rồi con chúc cô bán đắt nha. Dạ. Bên đây có tiệm tạp hóa nè cô bác chị. Dạ đây cô bán cái
cây bưởi đủ đủ với bánh tét đồ nhỏ nhỏ hay cưng ha. Này bánh tét phải không cô? Đồ nhỏ nhỏ. Quay cái đồ gì nè cháu. Dạ, cái đồ nó cắt sẵn luôn. Đây, cái đầu này có cắt sẵn thử mặt đó nè. Cái này là nhân đậu 7.000 đòn ha. Dạ. Bánh tét đây, bánh tét gói lá chuối vàng éo luôn ha. Bánh tét bánh tre. Mấy cô bán này mấy giờ mới về mấy cô? Bán tới trưa. Dạ. Tại chợ này bà con người ta đi trễ hả cô? Bên này cô bán cái gì gói đẹp quá nè. Cái này cái gì hả? Nem chai. Nem chai. Ôi gói là cái đồ đẹp quá ha. Nem vô cây không? Bán nè. Nem gì ơi. Cây nem chai luôn. Hai cây 15.000. Hai cây 15.000 luôn. Đó. Hai cây. Nem chai là ở trong là nó đỏ đỏ phải không cô? Thấy không? Mình làm. Vỏ bưởi tự nhiên. Vỏ bưởi á cô? Dạ. Đồ này bánh nem với nấm gom với rau các loại. Cô lấy cho con. Cô lấy cho con một cây luôn nha cô. Nem chai. Cái này lấy đi bán lại hay gì cô? Lấy bán lại. Dạ. Đây. Ôi trời ơi tiền gì mà nó rớt tùm lum hết trơn vậy nè. Cảm ơn cô. YouTube tên vậy? YouTube của con tên là Khám phá Vĩnh Long. Dạ. Khám phá Vĩnh Long mà giờ đi qua đây phải không? Dạ, qua đây khám phá bên đây. Dạ. Clip tải vô lên coi kìa nó ghê. Quá hay luôn. Cho 10 điểm. Dạ. Nhắc lô rồi nha. Dạ. Kiếp sau là đâu? Đi nha mấy cô. Trước này em thấy có một anh số tiếp sau có còn gặp lại nhau giống như bây giờ hay sao hay như thế nào chứ sao ai còn như hẹn chờ nhau xe những chữ tim con hò không thương đừng để con đò lạc vào biển con nước nông tình là tình anh bán vé số này thấy có giọng hát rất là hay nha cô bác chị nhưng mà như là anh bị tập ở đâu mắt á cô bác chị ơi anh ơi em thay mặt chú Hạnh với cô Liên á ở Úc gửi tặng cho anh phần quà 200 nha anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều nói nha, cảm ơn mấy chị. Dạ, mình là bị tập đôi mắt á anh. Dạ đúng rồi anh. Là không thấy đường luôn á anh. Dạ không thấy đường luôn. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn anh nhiều, cảm ơn dạ. Mấy chị rất nhiều. Dạ. Rồi em chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn anh. Bà đi sinh hả bà? Dạ. Sáng bà sinh được nhiều không bà? Dạ, có mấy đầu. Mấy đầu có mấy chục. Dạ. Con cũng thay mặt chú Hành cô Liên Út gửi tặng cho bà một phần quà 200 nha bà. Cảm ơn. Dạ. Bên đây thì mấy cô bán chuối rồi bán rau rồi bà. Chào mấy cô. Dạ. Này có một cái đường để mình đi dạ cho chúng con là khám phá Vĩnh Long cô dạ 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 này có cái đường để đi vô nhà lòng chợ nè ở trong nhà lòng chợ thì mấy bà con có bán đồ ăn sáng không chồng đi nha mấy cô dạ. Dạ đây bán trứng gà chiến dịch trứng cút đây phía sau nhà lòng chợ dòng nhỏ thì có bán đồ ăn sáng hôm nay chú anh chị
Dạ chào mấy cô mấy ba. Cô mang bao món gì vậy cô? Cháo thương ơi. Cháo ha. Dạ cháo lòng. Cô đây bán cháo lòng. Cháo lưng là phở nè. Sau lưng là phở. Dạ này cô bên đây bán phở ha. Dạ sao chú? Xin tiền hả chú? Dạ này có chú bán vé số mà em thấy chán của chú bị móp vô quá trời quá chị. Chú bị gì chú? Tai nạn. Lâu chưa chú? 2 năm rồi. Dạ. Đây để con gửi chú phần quà luôn nha. Đây con gửi cho chú phần quà 200. Cái này là của chú Hành với cô Liên ở Úc gửi tặng cho chú. Rồi chú đi bán tiếp đi chú. Chào mấy cô. Này bán gà cũng đắt lắm nha cô chú anh chị. Thì ở dòng chợ, mà còn biết á, vô đây ăn cũng đông lắm. Dưới đây thì có quán cà phê dưới đây nữa nè. Cà phê dưới đây thấy xa xa mấy cái phim pha cà phê rất là bự luôn. Chào mấy cái cô. Đây là cái phim pha cà phê. Quán bên đây bán gì nè, em thấy một hao tôm rất là hấp dẫn. Chào cô. Cô bán món gì mà con thấy để tôm hấp dẫn quá vậy cô? Bún gỏi già. Bún bún gỏi già hả? Ồ lạ tên ta. Gì? Con tên gì? Con tên là Khám Phá Vĩnh Long. À. Dạ. À, cho con một tô bún gỏi già với cô. Rồi, ghế đi. Dạ. Dạ. Bún gỏi già cái món này hình như là của miền Tây mình. Miền Tây hả cô? Nhưng mà đặc sản là ở đâu đó, chị cũng không biết nữa. Hình như là con nhớ là ở Sóc Trăng hay gì á. Sóc Trăng là bún bún của nó. Con già. Món kem này em tên gì hả ăn? Ăn hả? Dạ ăn ở đây. Rồi, dạ. Món kem chấm mắm đi. Chị cho nó trả rồi. Dạ. Để em làm cho nó còn cái nó ăn nó đi. Rồi đó luôn nha. Rồi đó ha. Dạ. Ủa, bao tử đó cô. Ừ. Đủ hết ha. Dạ. Đó là cái gì cô? À mắm nêm. Mắm nêm. Ừ. Nước trên nước lèo là cũng như mấy nước hủ tiếu hay sao con? Không, nó chua chua. Gì hả cô? Nó chua chua. Dạ. Của con hả? Dạ. Cảm ơn nha. Thường ừ, bán bao nhiêu tiền một tô hả cô? 40. 40 ngàn đồng nha. Wow. Cô bún gỏi già thì cô bán ở đây có giá 40 ngàn đồng. Cô bán anh chị ơi. Đây, mà cô bán chị mình cùng hưởng thức với em nha. Kèo nào được hả? Đây. Tôm chả rồi thịt đâu ha. Đủ các loại hết. Chọn luôn nha cô bác chị. Tôm với lại 40 ngàn thì là một tô rất là đặc biệt luôn. Này là ăn kèm với kèo nèo, có người gọi là tay tượng ha. Dạ. Nè, dạ. Rồi em xin mời cô chú anh chị ra. Nghe cái nếp dùng ở đây có gì đặc biệt không cô bác gì? Nói dài cái vị nó hơi chua chua. Có mùi mắm ngon lắm. Rồi em xin phép gác máy đây ha, ứng hết tô này rồi đi quay vòng chợ của bác chị mình xem tiếp nha.
Dạ rồi cô bác anh chị mình ơi, thì sau khi hưởng ức xong tô bún phở già, giờ mời cô bác anh chị mình cùng đi tham quan vòng chợ tiếp với em nha. Ở đây là khu vực ở phía sau chợ này cô bác anh chị. Ở phía trước này thì cái dãy này em thấy bà con cô bác ở phía sau chợ bán rau củ ha. Chợ này thì thiết kế là thấy khá là thuận tiện xe cộ đi lại luôn. Phía sau này xe cộ đi vẫn luôn không được nè. Còn ở phía phía bên đó thì là khu vực chợ cá bên đó cô bác anh chị. Bà con bán cá bên đó ha. Mình sẽ đi vòng hướng này ra rồi vòng vô lại nha. Bên đây có cô bánh khóm nè. Chào cô. Dạ. Khóm này khóm gì vậy cô? Khóm Tân Phước, khóm Tân Phước. Dạ, Tân Phước là ở Tiền Giang mình đó ha. Dạ, Tân Phước ở Tân Phước Năm Trường. Dạ, vậy là ở miền ngoài hay là ở Tiền Giang mình cô? Hả? Ở miền ngoài hay là ở Tiền Giang? Tiền Giang mình chứ. À dạ. Dạ, khóm này ở Tiền Giang này cô bác anh chị. Ngon lắm, khóm dạ. Nổi tiếng của Tiền Giang mình đó. Nổi tiếng ở vì Tiền Giang mình đó. Bởi vậy con nhớ là ở Tân Phước là ở Tiền Giang. Dạ, nãy con hỏi cô, cái cô nói ở Nông Trường gì nữa đó. Ở thị trấn khóm Nông Trường, dạ. Ở Tân Phước. Dạ. Nông Trường Tân Phước, Tân Lập á, là trồng khóm này nè. Dạ. Nó có phèn, nó ngọt dữ lắm. Trồng khóm có phèn thì nó ngọt hả cô? Đúng rồi. Dạ. Nó ngọt, có giờ ngọt luôn. Dạ. Cô bác anh chị mình ra phần á thì khu vực dạ con làm YouTube á. Dạ. Ngọt lắm. Dạ. Đấy, khóm cô còn cái sẵn nè. Dạ. Cái này cô có bánh xoài nữa nè. Xoài thì 15.000 đồng một ký. Xoài tứ quý. Dạ. Đây là trái xoài tứ quý nha, là có trái bốn mùa luôn phải không cô, quanh năm luôn không? Quanh mùa luôn. Dạ, trái tứ quý khóm Tân Phước đó, đa phần thì giờ khu vực mà từ ở Tiền Giang đổ dài dài lên Sài Gòn đó, là bà con thì sẽ thấy thường gặp là bà con bán khóm Tân Phước đó. Còn ở cạnh dưới kia thì bán khóm Tắc Cậu ở Kiên Giang. Dạ. Dạ. Ngon lắm. Trái bự nhiêu, trái nhỏ nhiêu hả cô? Trái nhỏ, trái bự 18.000, 17.000, 15.000, 14, 13, 12. Đủ cái giá luôn ha. Đủ giá luôn. Dạ. Đó. Tại giờ khóm nó mắc á. Mắc người ta, mắc xanh người ta cũng đốn xanh luôn nè. Dạ. Đây nè, thấy dạ. Không? Mắc quá trời ta đốn xanh luôn. Dạ. Đấy, trái bự chảng luôn. Trái bự chảng luôn. Mắc quá người ta đốn xanh luôn. Đốn xanh bán luôn. Đốn xanh đó. Nhưng mà nghĩa là kêu bằng xanh nhưng mà nó chín bên trong rồi. Dạ. Nó là xanh mấy. Dạ. Đấy, khóm mấy cũng quá chị. Quá đẹp luôn ha. Cô bên này có gầu đai nữa nè. Dầu đai này để ăn với canh cua. Dầu đai này thì nấu ra em có ăn rồi cô bác chị, nó nhớt nhớt. Đúng rồi. Dạ. Dầu đai. Cô ở ngoài ngoài vô đây hả cô? Vô bao năm rồi cô? 40 năm rồi. Dạ. Dạ. Cô lấy con trái khóm nha. Rồi bán trái nha. Dạ bán trái nha. Rồi. Dạ. Bán thiệt đi. Bán thiệt chứ không phải ấy phải không? Không phải giỡn đâu. Rồi. Dạ. Lấy cái bự đi ha. Dạ lấy cái bự đi. Rồi 18 luôn. Dạ. Khóm này để tới chiều ăn được không cô? Được. Nó không bị hư ha. Ừ đúng rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn luôn nha. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi, chúc mua may bán đắt. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe, mua bán đắt luôn. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Bán cho mau hết. Dạ. Mai lấy nửa bán nha cô. Đây là lá lốt mà cô bán chị. Lá lốt đó, chị bệnh nhức xương khớp. Lá lốt này chị bệnh nhức xương khớp. Bò lá lốt. Bò nướng lá lốt ha. Để nướng. Dạ, trời ơi, bó này nhiều dữ vậy nè. Nặng ha.
Bó này là bao nhiêu tiền hả cô? Cân ký bán ha. Dạ. Dạ. Đá lốt này thì bán 1 ký của bác chị, 15 ngàn 1 ký. Không nghĩa. Rồi con cảm ơn cô. Bên đây thì có bán mặt hà, lá dứa nè. Dạ đây giống mấy cô bán nè. Cô chợ nhà vườn. Con chào bà. Dạ. Bà đang nạo củ hoa để bào lên. Dạ. Đây giống khu chợ nhà vườn quá ha bà. Dạ. Rồi cô chúc bà bán đắt nha. Dạ. 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 Chào chú. Giá 10 ngàn luôn. Giá con 3 ngàn là 50k. 50k với này con 14 ngàn nữa là 67 ngàn. Dạ rồi. Trời thấy mù quá cô bác chị ơi. Thôi chỉ mưa đây. Xíu rồi. Không biết mưa không. Đối diện bên đây thì có cô bán mắm nè. Trên đây cô có để giá nữa nè cô bác chị, mắm tép thì 120 ngàn một ký, mắm cái cơm thì 100 ngàn. Dạ rồi cô không cô quay quá chị. Lại đi sớm nha chị, tranh thủ đi tại đây không có ai phụ. Chào mấy bà, xin chào tới ngoài đây luôn ha. Đi thẳng ra phía sau cái ngôi chợ này là một cái con sông của bác chị. Sông lớn lắm. Sông mà cầu Gạch Nghĩa bắt ngang qua luôn á. Trời ơi, bên đây bán mấy cái đồ đổi lông gà, lửa lông. Dạ con có chơi với số chú ơi. Bên đây thì có đũa rồi nè. Làm gì luôn, giống như một cái đồ mà đặt chim vừa voi quá. Gỗ tre, ôi đủ loại hết nè, nguyên một bộ hình như là tới 5 cái là cô bác thì từ bé đến lớn luôn. Cái xịa thử cây để chổi cái đồ này là cái đồ để đậy rùi đồ cũng vô đồ ăn đâu nè, mà cũng đương bằng tre luôn, hay quá luôn. Ôi. Còn bên đây là mấy cái ghế để nồi của bác chị, mấy người mà xài bếp củi á, hay mua cái này về để cái nồi lên cho cái đít nồi đừng có bị dơ. Phía sau chợ Dòng Nhỏ thì cũng có chữ luôn. Cô bán dép bên này. Chào chú. Chú có bán gì không chú? Bán gỗ. À chú bán gỗ đó. Dạ. Bán gỗ bển mà sao qua đây ngồi chú? Vậy hả? Dạ. Con nắng quá ngồi đây. Dạ con cảm ơn chú nha. Rồi. Dạ con làm YouTuber. Dạ. Phía xa này thì khu vực bán cá nè cô chú chị. Đây có cô bán cá biển. Chào cô. Cá này gọi là cá gì hết cô? Cá bạc má. Cá bạc má. Cô bán cá bạc má luôn hả cô? Cá bạc má của bác chị. Cảm ơn cô nhiều nha. Bên đây thì quay chi vậy con? Quay chợ cho ta biết rồi. Dạ đúng rồi cô, con làm YouTuber á. Dạ. Cá khóc quá. Dạ. Tên của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ đúng rồi cô. Cô có bán gì không cô? Bán cá nè con. Vậy hả? Dạ. Con ơi, cô đẹp nhất chợ đó. Đẹp không? Dạ. Tên là gì nè? Gì mà lớp cái gì quá không? Lớp ba bà già đó, là già quá, lớp miền Tây gì đó. Dạ bán cao hả ta? Dạ bán cao quá. Nó quay bả rồi đó. Quay bả cho tiền của trời luôn. Dạ. Bà nào đâu cô? Đó, đó rồi. Dạ. Đó rồi, cái gì tụi nó chết cô rồi, chết rồi ông
Dạ. 53 cho 53. 53 cho. Dạ. Cô này có ghẹ tiếp không hết đi. Có ghẹ. Có ghẹ con. Dạ. Ở bác rồi xích không ạ? Đâu gì con? Xích khẩu. Đồ xích khẩu. Dạ, bán đồ xích khẩu không ha? Ờ. Dạ. Bữa nay cô bán đắt hay sao cô? Ngấy hết trơn mấy cá rồi cô. Ít hả cô? Có đồ. Bữa nay con nghe nói chợ đi cũng không đông mà hôm qua nữa. Trời ơi, chợ này giết rồi, chủ nhật. Hôm qua nghe nói có khách lạ đồ đi chợ mua đồ ăn rồi đó. Mấy cô đã kể đâu, giống. Không có đồ chợ chủ nhật. Bữa nay thì đi nghe nói chợ hơi vắng hơn so với hôm qua. Vắng hơn quá. Dạ. Đúng rồi, thứ hai mà. Dạ. Tép. Cô đây bán tép với ghẹ không cô bác. Ghẹ với mực con ở đây hết mực rồi. Đưa lên tài chủ đông. Cô Trang bán ra chợ dòng nhỏ. Cô Trang đẹp quá. Dạ. Đưa cô ấy gốm. Đưa cô coi trâu có trông mà đẹp đẽ rồi đưa ra. Dạ. Cô ấy ghê gì ghê. Cái đó là mình cắt sẵn cho khách ra hả cô? Cắt sẵn ra ta ai ta mua. Vậy cắt sẵn ra vậy là giá cũng vậy có ai đổi không cô? Có chứ. Dạ. Có tỷ vậy là nửa ký 40 cắt rồi là nửa ký 45 con cắt dạ. Bỏ rồi dạ. Cắt bỏ thì nó nhẹ ký đo dạ, mình bán ra chứ không có tính tiền công hết không dạ. Cô bán cắt cho bán ra được chứ đâu có tiền công chứ dạ. À, tôm tép ở đây cô bán nửa ký 40 nè cắt ra rồi thì nửa ký 45 cô bán chị hai cái mùa ghé cô đây dạ, dạ. Dạ. Dạ cô quay ta cắt cắt chợ nè dạ. Bắt lên coi nè. Anh này của anh hả? Dạ đúng rồi á chị. Nói gì ra mấy cô bán cá thì dưới đây có bán rồi ăn sáng đây nữa. Vậy hả cô? Vậy là cô phải hỏi cái tên kênh của người đó là tên gì á? Miền Tây Quân Mẹ rồi. Dạ. Cô biết bắt, cô chỉ bắt mạng rồi, có dựng cái lên gì cô nấy thì chứ không có biết tên. Dạ. Thì hồi nay con kênh của Hưng Dừa, của Hưng Thép rồi đó, chứ mấy kênh đó không biết. Dạ. Mấy kênh của anh đó là quá nổi tiếng rồi. Của Hưng Thép rồi đó với Hưng Dừa. Dạ. Cái con bụi rồi với thằng nhân gà đó, nó dạ. Hay cứu mấy người ở Campuchia vậy. Campuchia gì à? Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe mà bán đắt nha cô. Hôm nay thì coi coi thằng khoai lang thang. Khoai lang thang bán ở đây quay nè. Vậy hả? Ồ dạ. Vậy là chợ này có anh khoai quay nữa. Cá nạo. Đang hiếu nợ đại gia hả chị? Dạ. Cái bóng này còn sống á hả cô? Cô ơi, cái bóng này bán sao cô? 15.500 ạ. Vậy hả? À, cô cân hết cho con cái bóng này con gửi đây xíu con lấy nha. Đừng có mần nha. Vậy hả? Dạ. Cân cho con đi. Dạ. Dạ bỏ nước đi, hồi con đem đi hả đó. Đây mua cá cho anh Quỳnh Trương của bác chị ơi. Lấy hết 2 con đó
không ăn cá chê, cá chê nhà không giống luôn hả? Cá trẻ mà luôn, hay không cá là gì không? Ăn chục à? À cô, con gửi tiền. Chúc con lại ăn lái ha. Chục đi. Dạ, 40 thôi 60. Rồi đi tiếp nha cô bác anh chị. Bên đây em thấy bán tôm là quá trời luôn nè. Tôm càng. Chợ này thì em thấy cá đồng cũng mít quá chị ơi. Chào mấy cô mấy bà. Chợ này có cá hấp nè, rồi cá mó nè, tôm. Chợ mình ít cá đồng ha. Dạ. Ở đây có bán hến nè, luôn nè, rất là sẵn nè. Sáng giờ bán được hả bà? Chợ vắng quá cô ơi, ngày thứ hai. Dạ. Dạ. Bữa nay chợ thứ hai hơi vắng khách hơn so với thứ bảy chủ nhật của bác chị anh. Rồi bán hơi chậm. Cảm ơn nhiều nha bà. Chị bán gì hôm nay rộng đi chị? Tép. Tép tôm hả? Dạ. Chợ ít cá đồng quá ha. Rồi, cảm ơn nhiều nha chị. Cá sát quá chị. Chào mấy cô. Dạ. Dạ. Ngày nào đưa lên. Dạ ngày mai đưa lên. Đưa bà này lên nè. Dạ. Để làm gì? Đưa lên cho cô bác xem. Biết chợ mình. Dạ để làm gì? Biết chợ mình bán đắt bán ế. Trời ơi. Dạ. Mai là có mặt ở đây nè. Dạ. Bà bán chanh. Bà bán chanh không hả bà? Có bán gì khác nữa không bà? Bà bán chanh không hả? Bến Tre qua. Bến Tre qua hả bà? Ừ. Chanh này mình trồng luôn hả gì bà? Mình trồng, trên giấy hồi xưa nè, mấy chục năm nay. Vậy hả? Ừ, giống. Hôm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Hôm nay 79 tuổi rồi. Vậy hả? Rồi đi bán ngày vậy được mấy chục? Là 4-50 chục. Tùy dạ. Theo bán nhiều có ít. Một bịch vậy là nhiêu tiền bà? 5 ngàn bịch chanh hả? Hôm nay 10 ngàn. Vậy hả? Dạ, 10 ngàn nó gấp đôi hơn. À, 10 ngàn thì nó nhiều hơn. Ừ. Để em tặng cho bà phần quà nha. Con mua mịt gì ăn hay? Con không có ăn, con đi còn nhiều lắm. Con thay mặt cho chú Hành với cô Liên ở Úc á. Dạ. Gửi tặng cho bà phần quà 200. Dạ, biết bà trong cuộc sống. Cảm ơn. Nghèo quá nó đi. Dạ. Chứ nghèo không giàu, nghèo chứ 80 tuổi rồi đi gì nổi, bệnh nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn trai. Dạ. Rồi, có chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn thế cho người nào cho tôi á. Dạ, dạ. Chú Hành với cô Liên. Dạ, dạ. Ở Úc á hả? Dạ, Úc á. Dạ, cảm ơn gái. Dạ. Trai quên gái. 80 tuổi thì quên thì nhớ. Dạ. Rồi con lấy bịch chanh ăn đi. Thôi con không ăn. Dạ. Bà có ăn khóm không? Ăn khóm không? Tặng bà cái khóm luôn. Thôi để con ăn đi. Dạ. Dạ. Rồi đây nhiều. Cảm ơn nha. Dạ, rồi con cái chúc bà nhiều sức khỏe nha mọi người. Dạ. Bệnh dữ lắm đi không nổi. Vậy hả? Rồi bán đi chứ không nổi. Không à. Đi lấy gì ăn. Dạ. Ai chở ngoại qua đây bán? Trai. Vậy hả? Dạ. Đi bằng bước người ta ngày có 50 ngàn. Dạ. 6 giờ sáng 6 tối lục dừa. Dạ. Là phát nổi rồi. Dạ. Trai dạ, đi bán kiếm sống ha. Dạ, ra để chị chở má bán 50-60 ngàn lời ngồi khỏe hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn con. Dạ, rồi dạ. Con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Bán canh ở bên Bến Tre qua tới đây bán luôn bác. Đặc biệt mấy cô. Dạ. Cô bán cá này cũng có cô bán hết rồi nè. Wow. Có cá rô và nuôi với lươn tôm nè ha. Tôm. Cái này cá cóc phải không cô? Phải cá cóc không cô? À, cá mè cô ơi. Cá mè hả cô? Dạ. Cá cóc có dài hơn. Dạ. Đây là cá mè của bác anh chị ơi. Cô đây có bán cá mè, cá sông rồi các loại nè. Sẵn rồi luôn. Đó, cá mè, cá bóng, cá lồng
không? Ở đây cá ngô đồng với cá lóc rồi con thấy ít quá hả con? Cá lóc rồi hết rồi, cá lóc đồng sáng nhiều mà giờ hết rồi. À dạ, sáng là có ha. Dạ. Sáng này cũng có cá lóc đồng nữa cô bác chị mà giờ này hết. Con cảm ơn nhiều nha cô. Cá chì vàng. Bán khoai rồi quá trời, củ sắn, khoai lang. Ở bên mé tay trái em á thì cái dây sạp mấy cô đây bán tập quá. Giờ đi em phải không? Để con nó chơi với số. Đường này cũng có bán rau rồi nữa nè cô chú anh chị, rau củ ha. Đi thẳng cái khu chợ này thì mình lên là mình sẽ đụng mấy cái sạp thịt. Mẹ của con tên là Khám Phá Vĩnh Long cô. Dạ Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Sạp của cô hả cô? Miếng mình 5 kg. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Em biết bên Vĩnh Long qua hả? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Được chưa? Dạ chưa. Dạ. Con mấy có được mấy chục ngàn người đăng ký à? Dạ. 100 ngàn mới được các bạn. Biết rồi, chị đang theo dõi bên Minh Tân. Minh Tân. Bên Nam. Với anh Lóc. Dạ. Với có nhiều lắm. Dạ. Màu giờ chị cũng hay chị có nhiều hoàn cảnh này kia nào, với vui vui chị thích coi lắm. Dạ. Tức là đang hot cái vụ mà chị Ven đó cô. Cô có coi không? À bọn Ven hả? Dạ. Dạ. Mơ á. Dạ. Mơ á. Dạ. Ven thì chị lắng thích coi lắm. Tại vì nói gì tâm linh nhiều á chị. Dạ. Tâm linh á. Bên đó tâm linh. Dạ. Đi gì á. Tâm Đồng Tháp. Dạ. Anh Tâm Gòm ha. Bên Nga thì nó nói gì con Thanh Thờ á. Dạ. Chị đưa hỏi hồi đó chị đang theo dõi chứ giờ nó theo dõi. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ, vị trí nhiều quá. Dạ. Con quay về chợ cô. Dạ làm chợ, con chuyên làm những cái ngôi chợ miền Tây rồi đó. Dạ. Buổi sáng thì mới đông. Buổi sáng mới đông. Buổi sáng thì mới đông. Dạ. Chợ này thì tới 1 giờ, 12 giờ là vắng rồi. Dạ. 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 Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Cái gì đâu mà ấy được theo dõi được đó. Đăng ký ủng hộ con ha. Dạ. Đăng ký cho. Dạ. Tham gia. Dạ. Rồi con cảm ơn gì cô. Nó đúng theo là gì ít cái con phiên ha, coi tào lao lắm. Dạ. Coi về hoàn cảnh tôi về mấy YouTube kìa. Dạ. Thích coi vụ này kia nhiều lắm. Dạ. Coi hết người này tới người kia. Nhất là Phong Nguyễn á. Phong Nguyễn hả ta? Phong Nguyễn. Bụi. Phong Bụi thì nói về bên Campuchia. Dạ. Còn nói về Phong Nguyễn á thì nó nói về hoàn cảnh á. Dạ. Bây giờ hết lòng với lắm tiền là học quá trời. Dạ. Quá trời cơ luôn. Ừ. Okay. Rồi con đi nha cô, cảm ơn cô nhiều. Cô bán rau củ bên đây. Ô vậy dài ngoài đó có bán cá rồi. Cá ngừ. Cá ngừ với cá mó, cá ba. Ôi bên đây có cái cá chim nữa nè. Chim với mực. Tươi quá trời ha. Dạ. Dạ. Bà bán cá mà. Bán
Giờ này về dài trước này mấy cô thấy mầm giống lỏng hết trơn rồi nè. Chuẩn bị về hả mấy cô? Có, bà chợ đắt quá rồi. Vậy hả? Quay có lên luôn. Dạ. Cái con gái tóc mây hả? Con gái tóc mây hả? Bé Sương Mai đặng đó anh. Bé Sương Mai. Bé Sương Mai dài dài. Nè bé Sương Mai đây nè bé Sương Mai. Quay lên đi bút bà. Mấy cô này khẹo bà á. Chọc bà là cô bé Sương Mai. Cái này là nghiêu hả bà? Nghiêu. Nghiêu mình tách ra. Tách ra mình bán thịt hả bà? Bán thịt 200 ngàn ký. Dạ. Nghiêu tách thịt rồi thì bà bán 200 ngàn một ký cô bác chị. Còn nhỏ thì 30 ngàn ký. Ruột thì 200. Dạ. À, còn nhỏ thì 30 ngàn một ký cô bác chị. Dạ. Bà đây nha. Cảm ơn nhiều nha bà. Dạ. Ở bên trong á xe cộ rồi đi gì đó đó. Bé này hết đi cô bác thì. Cái bàn tay của em luôn á. Bự quá, bự luôn. Nhà này nhỏ vậy? Vậy là nhỏ rồi đó hả cô? Trời ơi, khủng người ta. Nè. Bàn tay em là để vô là vừa hết luôn á. Bự lắm nha, bàn tay em bự lắm nha. Bự lắm, quay lên hết. Dạ. Con mực này người ta hay làm khô mực này phải không cô? Không, cái này con mực là con mực ống đỏ. Không biết. Vậy hả cô? Cái này là con này người ta nấu lẩu. Nấu lẩu. Dạ. Dạ. Còn làm khô mực thì là con mực ống nhỏ hả cô? Con ống đỏ nhỏ. Dạ. Còn không phải làm khô mực nghe cô bác anh vậy. Cái này là khô mực. Dạ. Mực này bao nhiêu tiền một ký hả cô? 220. Dạ. Này cô bán đây có 220 ký nè cô bác. Trời ơi. Chúng nào qua nói chủ nhật nó vào có tiền hả? Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Chúc cô mua bán đắt nha. Rồi vô đi rồi khỏi gửi. Quay chị này nè, quay cà phê ngon nè. Dạ. Quay cháu này luôn đi. Đây bên này có cô bán cà phê ngon ha. Cà phê ngon với xinh luôn á. Dạ. Bà chủ. Bà chủ. Ok. Đây. Dạ. Ông này là chỉ ảo đạo thôi mà. Ảo đạo cho bà chủ này. Làm không có lương. Dạ không có lương. Không có lương ngủ trừ luôn mà. Trời đất ơi. Không có lương đâu. Dạ. Đó ông đó ô xin đó, đó ông bưng đi đó. Không có lương nhưng mà làm cho em là phải ngủ với bà chủ. Trừ lương gì vậy? Đang em. Mày muốn lên YouTube thì mày quay lên YouTube. Chứ bây giờ mày cao quán cà phê trong trả. YouTube tao lên với bạn tao không nói mà mày nói nhiều quá. Tao mày tóc má gì sao? Quay lại. Bớt nói. Dạ. Ở chạy nhịn đi, nhịn những người chủ gã đi. Nhịn những người chủ gã đi hả? Dạ. Sao? Ngủ với bà chủ được rồi. Chị ba sao? Tự đi qua bển, đi qua đi đám cưới lỡ làm gì thế, rồi xong rồi tan rồi đi về qua bên. Em đi nghe anh ruột, dạ cảm ơn.
bán cua đó. Hôm nay có các bạn đấy là cua đồng. Cua đồng xay. Dạ. Sáng giờ bán được hả cô? Dạ. Đây cá biển, cô chuyên bán cá biển nè. Cá móp tươi lắm nha cô bác chị. Đây coi đi, con mất cua rồi này. Con mất cua đồng rồi, qua quay không? Quay rồi vậy, bị được không cô? Không. Không, không được ha. Không, không được. Dạ. Thì quay giống lại đi. Cô này kêu em quay chú bán cua đồng hôm nay cô bác đi, nãy quay cua mà chưa có thấy chú. Chị của chú ở đâu hả cô? Ở đâu mà nhìn thấy cô? Ở đây à? Dạ. 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 Con cua. Dạ, con chào không? Con cua hai càng không sợ. Con cua hai càng không sợ không? Mà sợ sợ con gái gì không? Sợ con gái hai lòng. Hai lòng, dạ đúng rồi, cái này hay nè. Con cua hai càng không sợ mà sợ con gái hai lòng nha cô bác anh chị. Đó. Này là cua mình lấy đâu về bán hả không? Lấy ở trên dạ. Dạ. Cua đồng thiệt nè. Cua này là bự nhỏ lẫn lộn nè cô chú anh chị. Đó. Cua nuôi là thường có điều gan không phải không chú? Phải không? Dạ. Mà bây giờ nói chung nuôi bây giờ nó không có nuôi nữa. Không có nuôi nữa không? Làm sao vậy không? Này miệng chút lũ á. À, nuôi. Nuôi cái nó đi ra hết là lỗ luôn phải không? Ờ, giờ nuôi xong rồi nuôi được. Nuôi nó lỗ mà. Dạ. Cua lúc đắt, lúc thì cua mắc, lúc thì cua kẻ nghề vậy. Dạ. Vì lúc cua nó mắc cũng hiếm. Dạ. Lúc này cua đồng là bao nhiêu tiền một ký á không? Tiền 60. Dạ. Tùy theo lúc ha. Cái cua cua đồng thì tùy theo lúc, lúc 60 lúc 70 cô bác anh chị ơi. Dạ. Ờ 60.000. Dạ. Cái lúc mà nó hiếm nó 100.000 tí. Dạ. Bây giờ là vô mùa dạng như mùa nước nổi rồi nó nhiều quá không? Bây giờ là vô mùa nước nổi nó nhiều cho nên nó giảm phải không? Chứ mai mốt mà nước dựng xuống rồi đâu có cua nữa đâu. Dạ. Rồi thôi con ăn sáng đi nha ông, cảm ơn ông nhiều nha. Dạ. Bye bye ông. Con cá này cái gì bự dưới cô? Cá cao. Cá cao như cá ngừ phải không cô? Này là con cá cao này cô bác anh chị. Nó là mẹ của mấy con cá này. Tại vì nó bự quá. Cảm ơn nhiều nha cô. Ôi dạ, cô chờ thịt đông quá nè. Bên tay phải của em là khu chờ thịt nè. Nhà bà con bán thịt cho mình. Bò bán giờ bên má tay phải em. Bên đây bên trong nhà là một chợ. Sáng giờ là đi cũng không dám hết chợ của bác anh chị, để em đi ra phía sau không? Lấy số cá nãy mua mình đi thả của bác chị. Vừa chính giữa nhà lòng chợ luôn. Chào cô. Đây, chính giữa nhà lòng chợ nè. Lòng chợ chính giữa thì bán bách quá cũng yếu, cũng ít ha. Quần áo rồi nè, một số sạp nè.
Ôi giờ này thì cái khu chợ bán đồ ăn vẫn còn khách ăn uống luôn nè cô chú anh chị. Đó. Chợ này thì em thấy cũng không quá lớn. Vừa vừa. Dạ chưa, con này lấy đồ cái mấy gì? Cô, con lấy tấm cá nghe. Đây, cảm ơn cô. Giờ ra mấy sông mình thả cá rồi bác chị. Giờ phía sau chợ này cũng có một cái bãi giữ xe nữa nè. Sau này thì có cô bán gạo nữa. Cửa hàng bán gạo, rồi cửa hàng tạp hóa, bán bánh kẹo. Ủa, trước này có một cái sập rau củ ha. Bán rất là nhiều loại rau củ luôn. Dạ con ở Vĩnh Long cô. Dạ lên trên mạng á. Dạ của con là khám phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Dính rồi. Dạ. Ơi. Dạ đúng rồi, mà ngày mai mới có nha. Dạ. Cà phê này là chửi. Cà phê chửi. Dạ. Giống như cái quán ăn chửi ha. Cà phê chửi. Dạ. Con nó là bảy được bà. Con đi cô ơi. Dạ. Dạ dạ, nó chú nó chơi dọc chơi đó ha. Dạ. Con đi nghe. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Đi cô bác đi ơi. Đi hẳn tới phía trước đó là bến cảng Du Hiền, Mỹ Tho của bác chị. Đó. Giờ tới mấy sông rồi nè, sông rất là lớn luôn. Ở đây là cầu Gạch Miễu rồi của bác anh chị. Xuống đây mình thả số cá này. Ở đây có mấy cây cầu đi xuống sông nè. Con sông này em thấy xà lan đồ neo đậu quá trời luôn cô bác chị, rất là nhiều luôn. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 âm lịch thì em đi chợ Dòng Nhỏ Mỹ Tho hai mặt cho anh Quê Chương phát tâm thả cá phóng sanh, nguyện cho vị tăng Tú Loan của anh và của quê Hắc Tổ di sanh tịnh độ. Nam mô Di Đà Phật. Cầu chúc cho gia đình của anh bình an mạnh giỏi nha. Cầu chúc cho cô bác anh chị đang xem video clip bình an nhiều sức khỏe luôn. Nam mô Di Đà Phật. Rồi mời những chú cá này đi về nơi ở mới. Đó, tiếp sau lên tu tập làm người nha. Còn có làm người cá nữa. Nam mô Di Đà Phật. 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 Khỏe mấy chú cá. Nam mô Di Đà Phật. 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 Nam mô Di Đà Phật.
Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Đây có mấy chú nổi lên nha. Mấy chú kia lặn hết rồi. Đi lên cô bác anh chị. Nhắm cầu gạch này một cái nữa nghỉ nha cô bác anh chị. Dài cặp với cái mấy sông này á, thì người ta có thiết kế những cái băng ghế đá nè, mình ngồi buổi chiều thì ngồi sẽ mát mẻ hơn buổi sáng, sáng thì hơi nắng. Trước này là cầu gạch miễu nè. Cầu gạch miễu này mà tới mùa mưa bão rồi quá đi, ôi ôi đi trên cầu là gió dữ dằn lắm luôn á, không biết sao kỳ. Em thấy nhiều xe lớn á, người ta đi, người ta dìu dắt cho những cái xe nhỏ như xe gắn máy rồi đi qua cầu cũng rất là gian nan, tại vì gió quá gió. Trên sông thì rất là nhiều xà lan bự bự neo đậu luôn. Dạ rồi cô bác anh chị mình ơi, thì chắc có lẽ đến đây em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây luôn. Thì ở trong video clip này em có sử dụng số tiền của chú Hành và cô Liên ở Úc là 800.000 đồng để gửi tặng tới một số bà con ở đây. Thì ở những video clip trước á, em còn giữ lại số tiền của chú Hành với cô Liên á là 2.100.000 đồng, trừ cho 800.000 đồng ở clip này thì em còn giữ lại số tiền của chú Hành với cô Liên là 1.200.000 cô bác anh chị mình. Số tiền còn lại thì em xin phép thực hiện trong những video clip sau. Cảm ơn chú Hạnh với cô Liên rất là nhiều. Còn số tiền của anh Quê Trương có gửi cho em nhờ mua cá hảo xanh, thì ở trong video clip này em có sử dụng số tiền của anh đó là 40.000 đồng để mua cá hải giúp anh. Còn ở những video clip trước em còn giữ lại số tiền của anh đó là 2.620.000 đồng, trừ cho 40.000 đồng ở clip này thì em còn giữ lại số tiền của anh là 2.580.000 đồng của bác anh chị mình. Thì số tiền còn lại em cũng xin phép thực hiện trong những video clip sau luôn. Em cảm ơn anh Quy Trương rất là nhiều. Cảm ơn cô bác anh chị mình đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Xin kính chúc hết toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại những video clip mới nhất nha. Bye bye.